Dân chào cô chú anh chị và các bạn. Tối nay Dân với chị Út đi bắt cua. Người ta cắt rồi đó, mình bắt theo cái mấy cái đường nước nè. Thôi bắt đèn mình lên chứ. Bắt cua quá cho thùng bự luôn. Chưa có con cua nữa. Ham lấy thùng từ bưởi luôn á, lấy thùng nhỏ. Thùng nhỏ nó bò ra. Gì chứ nữa. Nhiều khi nó nằm trong kẹt nó lú lên tí xíu. Hay lắm á. Không có gì hay bằng cua. Cua ngoài kia có không? Tối này có nó lên. Mình đi dưới là mình phải đi cho nhẹ mới được. Đi dưới cái nó động cái nó chốn. Đi đường này tới đường Mương Phèn mình ra kiếm thử. Ốc nhiều không chị? Kiếm ốc bự mình lụm luôn. Đi xà xà lên tí xíu. Động á. Ốc nhóc mà chị. Ốc quá ốc gì. Mình trong gieo nè, coi con cua nó nằm dưới á. Trời, nguyên một cục đẹp. Quá trời ốc luôn hả chị? Mưa này là có gô lại nè, thấy chưa? Mưa này nè. Thấy à. Nó ở dưới đất này nó chui lên là ốc rồi. Ê, em thấy đây con cua. Nè, nó bò bò kìa. Nè. Nước trong veo luôn. Ê, nó chạy. Chạy. Đây. Ở đây có con cua nữa nè, con dưới này. Kìa, thấy rồi. Từ. Biết sao không? Cái càng này là nó kẹp đau vô lắm luôn á. Tôi sợ nó lắm. Sợ lắm hả? Mình thấy nó càng bự mà nhẹ nhẹ cái kê. Chạy ăn hả? Chạy ăn. Bị ngầm mặn á, nó giật mình. Giật mình nó sợ, vố liền. Vố dính. Nhầm người á, cua kẹp á, đau quá không biết làm sao. Dở con cua lên, cắn ngay cái càng. Dạ. Cho nó nhả. Cho nó mau nhả hả? Nhưng mà mình... Tông mốt tay mình luôn á. Mình không có cần... dở lên mình để nhẹ đó thì, nhả không biết á phải làm sao cho nó giục con cua ra không kẹp đau gần chết. Ngộ thiệt chứ. Ốc cua bự hả? Không gì ngộ bằng cua kẹp. Ngộ gì đâu, đau gần chết ngộ gì. Có khi cho nào cua kẹp mày cự không. Ui, cá lóc bự lắm cô chính ơi. Kìa. Ê, cá lóc quá trời bự luôn. Khoan nha, mình đắp gom. Khoan, đắp chị lại khúc kia đi, em nói khúc này. Đắp khúc này được rồi. Không, chẳng hay đậu, đừng cho nó chạy đi. Đậu trên á. Ừ, phải vậy đó. Nhẹ coi chừng nó chạy cái mất tiêu luôn. Mất nó lố nó chạy luôn. Đi. Rồi, nó đâu rồi? Bộ họng nó vô họng em. Đây là đâu rồi mày? Đè cho nó xuống mà được. Đi vậy phải không? Nó lộn quá. Hay dữ thế. Nó còn ở dưới. Em thấy nè, em thấy nè. Em thấy rồi, em thấy. Chốn dưới gồm á cô ơi. Ơi. Dính không? Em nắm được cái đuôi. Ôi, dính được con cua nữa. Cua nữa hả? Dính đi. Dính không? Trời ơi, nó hay lắm, nó lộn với gom á. Trời ơi, em nắm vậy mà không mạnh thiệt. Đi vậy. Hả? Nhưng cá bự quá trời. Mà xong hay thế. Hay là giọt túi bên kia rồi.
Ôi, em nắm nó vô tay rồi mà nó mạnh quá. Từ từ để coi coi. Nước trong này với coi nè. Có vô không ạ? Có cái lần nước đen đây không? Chưa lên cái này. Đây nè, đây nè, đây nè. Ê, chị ơi, đây nè. Đây nè, đây nè. Chị chặn khúc đó giống nãy nữa. Đây nè, nó lội nè. Chặn lớp nữa. Em thấy nó rồi, em thấy nó rồi. Chiếc này em chặn nhiều gom mới được. Đừng có động mạnh nha, để mâm gom á. Đạp xuống. Chỗ này sâu quá, hơi sâu quá. Nó kìa, muốn nhìn nhìn nó không à, chưa bắt được nó. Mày nằm đây đó hả? Dạ em nằm chị. Trời. Nó chạy vô đây. Đè mạnh nước, đè mạnh xuống. Có đâu có đi vậy. Rồi nha. Ở đây đây đây. Khoan khoan, đè xuống cái mới được. Chi mẹ. Mẹ. Xích lên, xích lên. Công phu ta rượt mẹ. Thôi. Bỏ mấy gươm vô chị ơi. Cũng át á. Đó, cậu chạy đầu này đầu kia hả? Đó. Hên quá hả? Ừ. Đực con cua. Cua mẹ mẹ. Mập, mệt. Rượt cá lóc mà mệt. Ờ phải mương này chứ phải mương sâu sâu rồi, thôi rồi, thua nó luôn. Nhà có gom mình chặn lại nè. Ủa, khúc này hết rồi. Hết rồi. Đi đường cùng hả? Tới lúa không ta ơi? À, đây con cua. Bây giờ có con cua con ốc luôn. Cua cua cái. Ừ. Nãy tôi bắt bụng con vậy đó. Ốc nè chị. Bắt hết. Ý em thấy con cua nữa kìa. Để nó chuông đất mẻ nè lẻ. Nè dưới đất mẻ nè ha. Đóng phèn luôn trời. Đất này có phèn lắm gì á. Đất này mới còn nó nắng nứt nữa. Mới mưa xuống. Mưa gì mà nước đầu... dễ sợ hả chị? Mưa bắt đầu cua ốc nó trồi lên ha. Dạ. Yeah. Quá trời nắng mà. Cá rồi đi lên. Đây mới thấy nó đang còn. Đây nè, nó bò nè, nó bò nè. Đó. Bò hay đó ha. Đừng nhúc dính thở nó bò đi. Xa 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 luôn. Chụp cua chụp lẹ vậy là nó không bao giờ cắn. Sợ sợ nó cắn á. Thóp nhẹ 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 là nó bị nó bụp liền. Ba bên bốn phía bịt mù vậy. Đây có dũng nước nè chị. Phải cái lớp lội nữa đi hả? Trên này bắt cá mim nè. Bắt cá mim hả? Lâu mới được con thôi chứ. Ốc bự. Ốc bự bắt ốc bự luôn. Dê nha, ảnh ương. Nắp nhang ảnh hương, nó kêu. Kiếm mấy cái dũng dũng nước. Ừ. Dũng nước cua bò, cá bò, nó lóc lên. Nó này dũng mà. Ờ, nhẹ nhẹ thôi. Lợi mạnh đó. Đi, em thấy đây con cua. Nè, 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 nè. Nó là bò đó không? Nè. Cô cần kình luôn á. Đang ngồi nó vô luôn kìa. Dưới đất mẻ rồi kìa. Khởi lóc ba.
Cái con này làm như gò nhiều ha. Ừ. Ở đây có vũng nước. Đi kiếm mấy cái đường muôn phèn á. Đường muôn phèn á, vừa có cá mà nó vừa có cua ốc nhiều. Đạp dính ốc. Dính ốc. Dính ốc, dính ốc, dính cua, dính gì. Để em coi cái đất này của ai cái hả? Cái hồ này không biết là ai luôn. Đón đón. Có khi đi nào mà lạc đường nữa không? Đi chị? Hồi qua tới Sư Bằng trên chợ ma chả luôn hả? Đi quên quên nói chuyện hoài, hoài, hoài đi, hoài luôn. Hồi khóc luôn. Ừ, hồi khóc nói chơi, đừng nào về nhà mình tại. Tôi gấp á, tôi nghĩ về em biết làm gì không? Tiếng bóc cây giường nào ngủ á, tới sáng về. Dám không? Tôi lẽ là tôi với con dám ngủ. Ngồi anh nhận chơi. Có đâu mũi trắng ông nội ơi. Cái nào mũi dữ lắm, lội đại đi. Rồi cái này nước sâu quá. Nè, thấy cái nhà đó không? Nó hướng về đó. Hướng về đó. Nhà mình không ốc bự mà bắt ốc bự luôn. Bắt hết mấy ốc bự đi. Đó còn. Bắt ốc luôn đi. Về lễ cho cá ăn cũng được. À, em thấy đây con cua kìa. Nó nằm trên bờ luôn đó ha. Nó nằm trên đây nó nghỉ mệt. Cua ốc nằm kế bên luôn không? Cua đực. Ê, đây con cua nè. Ốc chung á. Bà động nó trốn rồi. Ờ. Mày động nó cái nó trốn á. Nó. À. Mới cái đợp đi. Đi chưa? Nó hay hơn cái lóc nãy luôn hả? Hay hơn luôn. Cho nó đi đi. Cái lóc nãy gì mà mình còn bắt đứng ha. Cái cua vậy. Tại mình có gơm mình chặn hai đầu. Cua nó đen đen, nó nhỏ, nó chốt nút. Rồi, mình thấy là con cua, cô chín ha. Bự quá hả chị? Ừ. Nó kẹp ở với con gà rồi. Cua đực á, cua đực. Lúc tay vô thử nó làm cua bụp không? Thử đây, chị thử đây. Đau lắm. Cái càng bự kẹp không đau bằng càng nhỏ á. Rồi. Càng này, càng nặng nó cũng kẹp hết á. Càng nhỏ nó nha, nó không có rộng bự kẹp nhẹ. Ô cái đường này ít ốc rồi chị. Cưa ha. À hồi đó bắt ốc này là đi bắt năm vậy. Được đây con cua thịt con đậu con cua nó bên này. Mà lúc đó bán ốc này là bán là 1,5 kg mà. Ừ. Tôi lội lên tới trên này bắt luôn á. Bắt về bán ha. Ừ, dạ rồi. Ê, ăn cá, ăn cá. Ý, sao ngộ vậy? Hai con luôn. Ý, hai con lên lẻ. Trời, người đâu bắt bà hả? Em thấy tận tay. Dễ gì thoát khỏi. Từ từ quá. Nó. Từ từ á. Đâu vậy? Chính giờ chị dễ gì. Cá hả? Cá nó lên nè. Nó lên á. Hai con nằm chỗ không chạy? Cái này mình có lọc luôn hả? Cái chê cái lóc luôn hả? Hai cái lóc mình đi rồi. Hai cái chê sắp lại. Dễ gì đi được. Cầm tử tế mới được. Ý, ngon ha. Thấy hai con hết hồn không trời. Ê coi còn nữa không nghe chị. Tập nhìn cái kỹ quá ha. Vô hết luôn. Vô hết luôn. Bấm được ba con cá luôn. Hai cái chê một cái lóc luôn. Ốc bự. Ừ.
Yên côi nè chị. Nhớ màu bò nè. Bắt đi. Giờ nó đang ngủ rồi, đóng phèn kia nè. Đóng phèn kia nè. Phèn nó chào phèn. Thầy sao quá. Cái này nước nó hơi đục à. Ừ. Bằng như dịch quẩy như vậy. Dạ. Ốc, ốc nè. Cái này ta để chét nè. Ta để luôn rồi đó. Để chét nữa ốc rồi ta. Ốc nhóc nè. Ừ. Thì ốc này từ từ nó lớn tới nước nổi nè. Và nó lớn rồi đó. Ừ. Ê, em thấy con cua. Nè nè. Ồ, ốc bự ha. Ốc bự không á. Cái đường là đường mới cắt nè chị. Ừ. Ốc nấu rồi đừng ốc nấu. Ốc bự đi. Em thấy đây con cua nó lặn xuống đây nè. Nó lên tìm. Lên tìm mắng luôn đó. Đó, đó. À, dính ốc luôn. Ốc luôn, cua luôn. Cua. Cua ốc là ốc cua. Ê, con cua kìa chị. Bò. Nha, nó bò bò nè. Ốc luôn. Thôi nó chui xuống dưới. Nó chui rồi mình là mình bắt không có được. Cái này nó sâu mà nước đục nè, không thấy. Gần tới với mấy sông mà chú coi, mình tắt dài dài vô. Được. Nhiều cũng đủ ăn hả? Ừ. Nãy gặp con cá lóc, chặn quá trời chặn, hồi gặp cặp cá chê nó hết hồn. Tại vậy? Nó lên đẻ hả chị? Rồi thôi gặp con chuột nó bắt con dính. Không có sợ rồi. Thôi không phải bắt con dính là tôi sợ. Trời chết. Rượt hồi mất dấu luôn. Hay vậy chắc. Ồ, ốc quá trời luôn. Ai hay bằng chuột á. Tôi gặp cá nữa không? Tôi gặp nó không? Phút này gặp mưa này nè, nó lên ruộng nè. Cái gì? Mát em, mát em gặp nó làm em ru em tưởng là nó chết. Ý hết nó chết luôn. Thấy cái đuôi nó lên cái đầu nó cắm vô gốc rạ rồi mà em chụp cái một được con rồi em thấy nó dậy rồi em chụp thêm con thứ hai nữa là nó chạy. Ừ. Y còn nhái hay lắm á, tại nó hơi cạn á, chút xíu nó sâu sâu chút là rồi lên đó cạn ha. Ừ. À, hết rồi. Tới bờ dạch cá, thôi xem thử là được nhiều chưa. Đi sao té ngay cái chủng này khỏi ăn luôn. Đổ nó là hết rồi, đâu còn miếng gì nữa đâu. Mắt đây dính nữa nè, nước vậy nè, đây dính. À. Mọi nước kéo. Nè, lưới nè, lưới cho chăn vịt nè. Lưới để sao kéo được. Rồi lên trên đây ha, lên trên bờ đó, coi hả xem được. Không à, nó chơi cái đề à. Lên bờ sáng này luôn đi ha. Dạ. Cho nó cống cống đi. Cái này chắc cây nhánh cây gãy. Dông quá chị. Ừ. Mưa dông quá trời luôn. Rồi để đi. Để coi. Chưa chân thấy ốc nhóc rồi đó. Ốc cua cá luôn. Đủ mồi luôn. Dính gom. Rồi cua nhóc nè. Một chốn. Thấy cũng nhiều hả chị. Ừ. Nè cá nè. Cá lóc mình đâu rồi? Cá lóc nằm dưới. Đó. Thấy bên rồi. Đây nè. Tôi nhớ rồi. Đó, thấy đâu, không? Đâu có cho nước dưới cho nó đi đâu. Đó, thấy chưa? Quá trời ngon. Đó, thấy không? Thôi nó thọt ra.
Đã đủ rồi. 3 cặp cá lóc là ngon nhất luôn hơn. Rồi mình đậy lại mình đi về. Cá chê đó chắc về thả quá chị. Ừ. Nó chê bự rồi chắc thả về thả. Thả vô mương cho nuôi nó đẻ. Ừ. Rồi đi về chơi. Rồi. Nhớ đừng về không? Nhớ. Này ai đắp này im vậy ta? Hồi hôm hai chị em dân đi bắt cua, bắt được 2 con cá chê. Nó lên ruộng nó đẻ. Rồi bắt đem về. Giờ mình thả vô ao cho nó đẻ. Cá này có trứng. Nguyên cặp luôn. Rồi mất tiêu. Nuôi mình về cá. Ốc với cua hai chị em bắt là hôm về nè. Ừ. Giờ mình nấu lẩu cua ốc. Ốc cũng nhiều chị? Nhiều quá. Tấm nè. Phải mình hôm mình chịu lụm vũ lắm luôn đó. Dạ. Từ từ đi. Cho nó bự đi. Ừ. Để đi gì đi hồi lửa lại. Lật luôn đi. Cho nó chết cái. Nó đơ. Nó đơ đơ. Cái gì còn kẹp được á. Trời ơi. Giỡn với nó hả? Mấy cua không kẹp. Mấy cua nghe coi. Không thấy mình bắt nó tới đâu nó kẹp mình tới đó hả? Trời ơi, ông làng ơi. Đó. Đưa càng lên, đưa càng lên. Ừ. Mà ngỏ nha. Mình bự chà bá gì mình sợ con cua trời. Ngỏ rồi chứ. Cua mình lột xong rồi. Bây giờ chị Út đâm nha, em vô phi tỏi. Rồi. Cây nó ngã. Bữa nay mình lật cua lận mình máu được chưa? Mình ngon á. Mày ngon á. Ngon chứ không ngon hả? Bữa nay mình ăn coi. Ăn hết nồi đúng không? Cua nó ăn tốt lắm đó. Đúng rồi. Nó con kẹp tốt lắm đó. Nó làm dữ lắm á. Kẹp là lo làm hả? Để anh thử tôi mở nha. Cho hành băm với tỏi băm vô phi. Rồi cho cà chua vô phi cho nó thơm. Trời mưa ăn lẩu ngon hả chị? Hả? Trời mưa này ăn lẩu ngon. Ờ. Rồi mình cho miếng gạch cua vô luôn. Có gạch cua nó thơm, nó béo. Thơm, thơm liền đó. Chút xíu nữa đi. Giờ mình bắt là nước cua lên. Cua của mình sôi vậy nè. Sôi lên từ từ. Nó bị khét nứt đó. Rồi nước lẩu của mình sôi rồi mình cho cà chua vô. Mình cho hạt nêm vô luôn. Với miếng đường. Nó đang ăn lẩu ăn bánh tráng luôn. Dạ. Với chút xíu muối thôi. Nãy đâm cua có bỏ muối vô rồi. Từ nãy có tính tới giờ đi lặt cua lặt thật mạnh hết em. Ở sáng cũng đã còn chặt rồi. Ừ. Mở cơm. Ngon hả? Mồi ngon hả? Mồi ngon à. Bây giờ mình sắp rau. Lẩu cua này mình ăn với rau muống, với bông bí, với nấm kim châm. Ôi dọn chị Út ơi. Rồi. Nè cho bưng này đi nhẹ dễ bưng. Rồi lẩu của ốc của mình nấu chín rồi. Mời má ăn lẩu. Mời các bạn ăn lẩu của mình nha. Đó, mày ngon dữ à. Ăn lẩu chị Út ơi, thành quả của mình đó. Mình đã. Rồi phức đi. Rồi vô phức vô phức rồi, vô. Che che gió này. Gió mà. Lẩu mà ăn ngay chè bảo luôn hả? Ngay chè bảo luôn á. Rồi, mới nấu xong bởi vì nó mau sôi nè. Ừ.
Em cho ốc vô. Chỉ có cua với ốc thôi, không có món gì lạ nữa. Đúng rồi. Cô bỏ rau vô. Này mưa quá mình không có mua nấm gơm hả chị? Trời ơi, nội làm em mưa còn muốn chết, em làm nấm gơm mua. Chạy xe đi xa không lắm. Cũng quá ngon rồi còn nữa. À. Này gấp bún cho má ha. Ít ít thôi, đầu mình ăn xong cái mình lấy nữa nó ngon. Chị Út cũng phải cho ăn nhiều. Thôi, tôi ở đó được rồi. Rồi nè. Dạ yeah. Tôi mập quá tôi đi quay phim đi ọc ạch thấy không? Đi ra gỗ cái cá cô thấy tôi nó chạy chắc. Lội đùng hả? Đúng rồi, nặng quá lội nói. Nhẹ nhẹ lội nói. À cho má ăn vậy cua nè. Chụp cá chê, em tưởng còn cá chê nó chết không chị? À vậy chứ nó đâm cái đầu vô lóc gà cái đuôi thì nó nhổng đít lên nè, ngộ chứ hồi đó giờ mới thấy cá nhổng đít. Mà hai con nó nằm á. Cho nấm kim châm vô. Thành Như tôi bỏ dưới rồi đó. Vậy hả? Thành Như nghe, mới Thành Như thôi nghe, chưa biết có không á. Có thấy đâu. Tôi có bỏ. Nó Thành Như là chắc không có rồi, ăn cho muốn đi chút xíu. Ăn cho muốn đi, ăn cho muốn đỡ đi. Ăn đi bà con. Món đặc sản mình đó bà con. Rồi mời các bạn. Ăn nghe, ăn rau. Ngon đẹp. Chăn lẩu vô đây. Ngon nè. Ngon. Thơm. Cái cua nó ngọt. Ngon. Thêm cái ốc nữa nè. Má. Gấp đi vô tay cho nó nguội dễ ăn. Ê, kêu gấp ô bún ít kêu là ăn hết bún rồi kìa chị. Bún nữa không má? Chút nữa hả? Ăn rau cái đi. Em thích rau đi. Ốc ngon ha, cho ốc vô thêm. Thơm á. Ốc này nó cũng chín rồi, mình bỏ vô cho nó nóng là mình ăn được à. Tại mình làm nó chín sẵn rồi. Ủa dạ. Mình không có làm cái này, tôi không có làm. Nó lộn rồi đó. Mình không có làm tí, mình mới làm có món cua à, nó mình à. Có làm. Ghê lắm á. Bỏ miếng bún vô. Nha, không miếng bún nữa, ngon rồi, ăn nhiều. Dạ. Mà mốt mà đi là con cá nó biết chị, con cá với con cua nó biết chị Út đi đó. Trốn mày ơi. Trốn mày ơi, đã tới rồi. Mà vui thiệt chứ. Dặn luôn luôn đi. Rồi con bắt cá gì mà nó vui. Ngon nha. Tình nào ăn được lỗng thì nó bật. Trời ơi, mà mốt mày bắt rồi muốn ăn thì em nấu cho Trang. Mày bắt rồi hôm hả? Dạ. Hôm đi mùng 1 rồi mấy mới về tới nhà. Vui thiệt bà ơi. Nói nhiêu ngon nhiêu ngon cũng vậy mày vui. Về tới nhà ngủ. Tôi tới 12 giờ mấy tôi chưa ngủ nữa đó. Coi phim. Cảm ơn ăn lẩu đúng bài luôn chị. Đúng bài luôn. Ăn rồi đắp mền ngủ chắc ha. Quên tối mình chị. Cảm ơn ăn lẩu nó ấm. Có giỏng kìa. Ăn đây ngủ đây luôn hả? Dạ. Có giỏng quá. Được á. Ăn phóng giỏng ngủ luôn. Chút ăn tiếp. Múc ốc cho má miếng. Cái này mình ăn bao nhiêu cái mình bỏ vô nhiêu hả chị? Bỏ vô cái nó hết cái độ giòn. Với nó giòn mình tại mình bỏ vô trước là nó ăn hết độ giòn. Hết rồi. Nè chị. Còn tham. Ngon quá. Ngon vậy. Giòn quá. Dạ. Nóng à, khói lên rồi nè. Thơm á. Mà nó giòn thấu ăn. Giòn quá giòn. Rồi video của mình đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt các bạn.